Hoàng Anh xin trân trọng kính chào và rất cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Kênh mang đến những tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Canada trưa thứ tư ngày 5 tháng 6 với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, trong một bản tin rất được mong đợi, Ngân hàng Canada cắt giảm loại suất cơ bản lần đầu tiên sau hơn 4 năm và báo hiệu sẽ cắt giảm thêm nữa. Bank of Canada đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, tức là 0,25% vào thứ Tư hôm nay, lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong hơn 4 năm, đưa lãi suất chính sách xuống còn 4,75%. Ngân hàng Canada trở thành ngân hàng trung ương đầu tiên trong nhóm C7 bắt đầu chu kỳ nới lỏng. Quyết định này phản ánh niềm tin của các nhà hoạch định chính sách rằng lạm phát đang hướng tới mức mục tiêu 2%. Thống đốc Tim McClam cho biết có thể sẽ có thêm các đợt cắt giảm nữa nếu lạm phát tiếp tục giảm. Vì cắt giảm lãi suất ngày hôm nay đã thúc đẩy trái phiếu tăng giá và đồng đô la Canada thì mất giá. Quyết định hôm nay được nhiều nhà kinh tế mong đợi nhấn mạnh sự thay đổi của ngân hàng trung ương từ chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm tránh bị hạn chế quá mức, trong khi vẫn quản lý rủi ro lạm phát. Ngân hàng trung ương đã trích dẫn tiến bộ trong việc giảm lạm phát, tăng trưởng kinh tế yếu hơn dự kiến trong quý đầu tiên và việc làm tăng với tốc độ chậm hơn so với dân số trong độ tuổi lao động. Ngân hàng Canada đang hành động chủ động để hướng nền kinh tế tránh khỏi một cuộc suy thoái. Thống đốc McClellan gợi ý là khả năng cắt giảm thêm vào tháng 7 này tùy thuộc vào dữ liệu lạm phát. Trái phiếu phục hồi sau đợt cắt giảm, đồng Looney thì mất giá xuống còn 1,3729 đô la Canada trên 1 đô la Mỹ. Động thái giảm lãi suất hôm nay diễn ra trước các đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Ngân hàng Trung ương châu Âu và theo sau các động thái tương tự của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và của Thụy Điển. Lạm phát ở Canada đã giảm tốc nhanh hơn dự kiến với chỉ số giá tiêu dùng ở mức 2,7% trong tháng 4 và các biện pháp cốt lõi được nới lỏng trong 4 tháng liên tiếp. Các nhà hoạch định chính sách đang theo dõi các chỉ số kinh tế và sẽ tiếp tục tập trung vào cung và cầu, kỳ vọng lạm phát, tăng trưởng tiền lương và hành vi định giá của doanh nghiệp. Thống đốc Mạc dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết trong cuộc họp báo đang diễn ra. Thủ tướng Trudeau tới Pháp để kỷ niệm 80 năm ngày D-Day. Thủ tướng Justin Trudeau đang trên đường tới Normandy của Pháp để kỷ niệm 80 năm ngày D-Day. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, khoảng 160.000 quân đồng minh đã đổ bộ lên các bãi biển, thời điểm bắt đầu kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai Tổng cộng có 4.414 quân đồng minh thiệt mạng trong ngày hôm đó, trong đó có 381 người Canada. Thủ tướng Trudeau dự kiến sẽ tham dự một buổi lễ của Canada tại bãi biển Juno vào thứ Năm trước khi đến dự một buổi lễ quốc tế tại bãi biển Omaha gần đó. Phái đoàn Canada còn có 13 cựu chiến binh thế chiến thứ hai, trong đó người lớn tuổi nhất là 104 tuổi. Marie-Yves Van Lacourt, giám đốc điều hành của trung tâm bãi biển Juno, cho biết lá cờ canada đã được trưng bày khắp các ngôi làng xung quanh bãi biển và người dân trong khu vực vẫn không quên sự hy sinh của quân đội canada cuộc đình công biên giới sẽ bắt đầu vào chiều thứ sáu nếu hòa giải thất bại công đoàn đại diện cho hàng ngàn công nhân biên giới canada cho biết họ sẽ bắt đầu đình công vào chiều thứ sáu nếu không đạt được thỏa thuận nào vào thời điểm đó liên minh dịch vụ công của canada cho biết Họ vẫn hy vọng tránh được một cuộc đình công và gián đoạn biên giới, nhưng đã đặt ra hạn chót là 4 giờ chiều thứ Sáu giờ miền Đông. Hơn 9.000 đoàn viên làm việc cho cơ quan dịch vụ biên giới Canada (CBSA) đã không có hợp đồng trong hơn 2 năm. Hai bên đã tiến hành hòa giải vào hôm thứ Hai. Liên minh cho biết các vấn đề chính bao gồm yêu cầu mức lương ngang bằng với các cơ quan thực thi pháp luật khác, các lựa chọn làm việc từ xa và làm việc từ xa linh hoạt phúc lợi lương hưu và các biện pháp bảo vệ nơi làm việc chặt chẽ hơn. Cuộc đình công cách đây 3 năm của nhân viên cơ quan biên giới gần như đã khiến cho giao thông thương mại xuyên biên giới rơi vào tình trạng bế tắc, gây ra sự chậm trễ lớn tại các sân bay và biên giới trên khắp đất nước. Các tiêu chuẩn an ninh mạng nổi lên ở Canada khi hoạt động kinh doanh ransomware đã bùng nổ. Hoạt động kinh doanh tấn công mạng ransomware đang bùng nổ ở Canada, các nạn nhân gần đây bao gồm các tập đoàn lớn như là nhà bán lẻ London Drugs, cũng như thành phố Hamilton và chính quyền Newfoundland and Labrador. Nhưng những tên tội phạm đôi khi khoe khoang về các cuộc tấn công của chúng vào web đen, dường như không quá kén chọn về mục tiêu. Dựa trên một mẫu nhỏ, các mục tiêu được liệt kê bởi nhà phân tích mối đe dọa Fred Carlo tại tỉnh BC, trong số đó có mạng lưới thư viện của tỉnh BC, cơ quan y tế First Nations của tỉnh và tổ chức từ thiện của Ontario dành cho trẻ em khuyết tật. Các chuyên gia an ninh mạng cho biết hàng loạt các cuộc tấn công có tác động nghiêm trọng đến nạn nhân và công chúng, đồng thời các tổ chức cần được bảo vệ nhiều lớp, tức là multi-layer, trong bối cảnh các tiêu chuẩn bảo mật trực tuyến còn non trẻ. Nhà phân tích Carlo ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn việc thanh toán tiền chuột, hoặc ít nhất là các quy định hạn chế chúng, để ngăn chặn làn sóng tấn công mạng. Sự ra đời của tiền điện tử đã mang lại cho tội phạm mạng thường hoạt động ở các khu vực pháp lý nước ngoài một cách kiếm tiền từ hành vi trộm cắp dữ liệu. Nhưng tội phạm mạng tìm kiếm tiền chuột không phải là mối đe dọa duy nhất. Tổng kiểm toán Canada đã công bố kết quả kiểm toán an ninh mạng cho thấy chính phủ liên bang thiếu năng lực hoặc là công cụ để chống lại các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi một cách hiệu quả. Trong bối cảnh đó, Ottawa dự kiến sẽ triển khai chiến lược an ninh mạng quốc gia mới trong năm nay sau khi thành lập Trung tâm Điều phối Tội phạm mạng quốc gia vào năm 2020. Một dự luật an ninh mạng được đề xuất cũng đang được thông qua quy trình lập pháp liên bang. Nếu được thông qua, nó sẽ cung cấp một khuôn khổ để bảo vệ các hệ thống trực tuyến quan trọng đối với an ninh quốc gia hoặc là an toàn công cộng. Cập nhật về tình hình thời tiết, giông bão ở Ontario và khu vực vùng Paris. Mặc dù chúng ta đã bắt đầu ngày mới với bầu không khí ấm áp và yên tĩnh, nhưng mối đe dọa dông bão lan rộng sẽ lan rộng khắp tỉnh bang ontario trong hôm nay kèm theo nguy cơ xảy ra mưa lớn và gió mạnh không khí lạnh đi qua vào thứ tư sẽ là nguyên nhân phát triển của dông bão đặc biệt là sau những ngày nắng nóng và độ ẩm cao một số khu vực ở các khu vực khác nhau của tỉnh sẽ là khu vực đặc biệt có khả năng xảy ra dông bão dữ dội bao gồm các khu vực phía tây nam và đông bắc nguy cơ dông bão trải dài khắp vùng đông bắc ontario vào chiều thứ tư hôm nay trong đó các khu vực ở phía Tây Nam có nhiều khả năng xuất hiện bão vào cuối buổi chiều và buổi tối. Trên khắp trung tâm của tỉnh bang Ontario và khu vực đại đô thị Toronto, nguy cơ xảy ra bão sẽ xuất hiện vào buổi tối muộn và qua đêm. Dự kiến sẽ có mưa đá lớn, có thể lên tới kích cỡ của đồng Thu ni. tràn qua các khu vực phía Bắc với mức độ nguy hiểm nghiêm trọng. Dự báo sẽ có gió mạnh khi có dông bão, tốc độ gió giật từ 70 đến 90 km một giờ ở phía Nam, và 80 đến 100 km một giờ ở phía bắc. Ngoài ra cũng sẽ có những trận mưa lớn khi bão di chuyển qua môi trường ẩm ướt. Dự báo lượng mưa từ 30 đến 50 mm có thể gây ra lũ lụt trong khu vực. Có nhiều khả năng là dông bão sẽ phát triển trên khắp vùng cực Tây Nam của Ontario vào cuối buổi chiều, tiếp tục di chuyển về phía đông cho đến tối và qua đêm. Từ thứ Năm đến thứ Bảy thì thời tiết mát mẻ, bất ổn, kéo dài, Hệ thống áp suất thấp bao phủ Ontario sẽ tiếp tục mang đến khả năng có mưa rào từ thứ năm đến thứ bảy, nó cũng sẽ mang đến nguy cơ xảy ra dông bão không nghiêm trọng. Tình trạng bất ổn có thể tiếp tục kéo dài đến cuối tuần ở hầu hết tỉnh bang Ontario, kèm theo những cơn mưa rào kéo dài đến Chủ nhật. Nhiệt độ có thể sẽ thấp hơn theo mùa khoảng 5 độ C trên khắp miền nam của Ontario vào thứ bảy với thời tiết mát mẻ hơn. Điểm nóng của tỉnh có thể sẽ ở gần Vịnh James khi nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng vọt từ mức thấp đến giữa mức 20. Thời tiết sẽ mát mẻ hơn trong nửa cuối tuần tới kéo dài đến cuối tuần ngày Father's Day. Thời tiết ấm áp hơn sẽ quay trở lại vào cuối tháng 6. Trong khi đó, khu vực vùng Paris gió mạnh lên khi những cơn mưa bất thường kéo dài. Thời tiết nhiều gió, lạnh và ẩm ướt bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 6 trên khắp vùng Paris. Do một hệ thống bão áp suất thấp đã mang đến những ngày mưa, giông bão và gió giật mạnh cho đến ngày hôm nay. Những cơn mưa đều đặn chắc chắn được chào đón sau một tháng năm sủng nước, tiếp tục dập tắt mối đe dọa cháy rừng và một số tình trạng khô hạn vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực. Tại địa phương, một số khu vực có thể có lượng mưa lên tới 100mm cho đến thứ tư, Ngoài lượng mưa thì thứ tư cũng sẽ có mưa dông ở nhiều khu vực với gió giật có thể lên tới 70 đến 90 km một giờ. Tình trạng mất điện riêng lẻ có thể xảy ra trên khắp miền nam của tỉnh bang Saskatchewan. Trong khi lượng mưa khu vực sẽ đạt gần 100 mm trong tuần này trên khắp miền bắc của Manitoba, nhưng dự báo là sẽ không có một giọt mưa nào trên khắp miền nam của Alberta. Lũ lụt là mối lo ngại của khu vực do lượng mưa lớn vào thứ tư, gió sẽ đạt đỉnh điểm và trở thành mối lo ngại trên khắp các khu vực phía nam của vùng prairies, đặc biệt là ở Alberta và Saskatchewan. Dự báo có gió giật với tốc độ 70 đến 90 km một giờ. Miền nam của Alberta sẽ chủ yếu khô hạn và thời tiết khô kéo dài sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần và hơn thế nữa. Dự kiến sẽ có một đợt khô hơn và ấm hơn một chút vào cuối tuần này và hầu hết tuần tới nhưng hệ thống áp thấp và thời tiết ẩm ướt hơn có thể xảy ra vào đầu tuần tới đối với các vùng prairies phía nam. Một cơn lốc xoáy đã xé toạc trang trại ở Alberta, tấn công một trang trại và ngôi nhà ở phía nam Cambrose hôm thứ Hai. Lốc xoáy đã ập xuống vùng ngoại ô thị trấn Edburgh, cách Cambrose 30 km về phía nam vào khoảng 4 giờ chiều. Một đội xây dựng đang làm việc gần đó đã quay được đoạn video clip. Cơn lốc xoáy đã xét toạt một sân trang trại, ập xuống một ngôi nhà trống và xét toạt cửa một nhà kho. May mắn là không có ai bị thương sau vụ việc. Chủ sở hữu ngôi nhà cho biết một cặp vợ chồng trẻ vừa mới chuyển ra khỏi trang trại. Thưa quý vị, Bệnh viện Nhi ở thành phố Hamilton của Ontario đã tạm dừng phẫu thuật amidan và hạch vòm họng adenoid sau cái chết của hai bệnh nhi. Bệnh viện Nhi đồng master Children's Hospital đã tạm dừng phẫu thuật amidam và hạch vòm họng adenoid cho bệnh nhân dưới 18 tuổi sau cái chết của hai bệnh nhân nhi ngay sau khi làm thủ thuật. Một đứa trẻ chết một ngày sau cuộc phẫu thuật vào tháng 5 và đứa trẻ thứ hai qua đời 9 ngày sau cuộc phẫu thuật vào tháng 6. Mặc dù không tìm thấy mối liên hệ giữa các trường hợp, bệnh viện đang tạm dừng phẫu thuật vì hết sức thận trọng. Một đánh giá toàn diện của các chuyên gia độc lập đang được thực hiện. Các ca phẫu thuật cấp cứu vẫn sẽ được thực hiện và phòng khám tai mũi họng vẫn hoạt động. Bệnh viện bày tỏ lời chia buồn tới các gia đình bị ảnh hưởng và đang thông báo cho những người có lịch phẫu thuật về những thay đổi này. Doanh số bán nhà ở Greater Toronto giảm trong tháng 5 nhưng quyết định của ngân hàng Canada có thể thúc đẩy nhu cầu. Ủy ban bất động sản khu vực Toronto cho biết, doanh số bán nhà trong tháng 5 đã giảm 21,7% so với năm ngoái. Nhưng danh sách giao bán nhà mới tiếp tục gia tăng do các chủ nhà dự đoán là nhu cầu sẽ tăng vọt. Hội đồng cho biết 7.013 căn nhà được đổi chủ trong tháng so với 8.960 căn vào tháng 5 năm ngoái, trùng hợp với thời điểm thị trường phục hồi trong thời gian ngắn. Giá bán trung bình ở khu vực đài đô thị Toronto đã giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 1.165.691 đô la danh sách bất động sản mới tăng 21,1% so với năm ngoái, với 18.612 bất động sản được đưa ra thị trường vào tháng trước. Chủ tịch của Hiệp hội Bất động sản cho biết những người có ý định mua nhà, bao gồm nhiều người mua lần đầu, đang chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng về việc giảm lãi suất thế chấp để quyết định mua nhà. Điều này cũng sẽ giúp giảm bớt áp lực cho thị trường cho thuê chặt chẽ. Khi có nhiều người nhập cư, thị trường nhà ở tỉnh bang Saskatchewan tụt lại phía sau, trong khi giá thuê thì tăng cao. Theo một báo cáo gần đây từ Rentals.ca, tỉnh bang Saskatchewan đã vượt qua Alberta để trở thành tỉnh dẫn đầu về mức tăng giá thuê hàng năm trong tháng 4, với mức tăng là 18,4%. Báo cáo cho biết giá thuê nhà trung bình ở tỉnh bang Saskatchewan là khoảng 1.300 đô la. Giá chào thuê nhà trung bình toàn quốc là gần 2.300 đô la, Tăng trưởng dân số thúc đẩy nhu cầu. Theo cơ quan thống kê Canada, Saskatoon và Regina là hai trong ba khu vực đô thị được điều tra dân số ở Canada chứng kiến sự gia tăng lớn nhất về số lượng người nhập cư đến hàng năm trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 1 tháng 7 năm 2023. Trong khoảng thời gian đó, dân số của khu vực Saskatoon tăng thêm 16.161 người và Regina thì thêm 10.585 người. Một số cư dân cho rằng việc kiểm soát tiền thuê nhà phải được thực hiện vì có rất nhiều người nhập cư mới đang đến. Kiểm soát tiền thuê nhà có nghĩa là chính phủ đặt ra mức thuê tối đa có thể tăng mỗi năm. Ví dụ, ở tỉnh bang Ontario, hầu hết chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà lên tới 2,5% vào năm 2024. Nói chung, mức tối đa chỉ áp dụng cho những người thuê nhà hiện đang thuê một căn hộ và chủ nhà có thể tăng tiền thuê giữa các hợp đồng thuê ở mức cao nhất mà thị trường có thể chịu được. Kiểm soát tiền thuê nhà không phải là câu trả lời theo hiệp hội chủ nhà. Giám đốc điều hành của hiệp hội chủ nhà Saskatchewan đồng ý rằng thị trường cho thuê rất eo hẹp với tỷ lệ trống thấp hơn 1% ở một số khu vực lân cận. Nhưng trong khi tỉnh bang BC, Manitoba, New Brunswick, Ontario, Prince Edward Island và Quebec áp dụng một số hình thức chính sách kiểm soát tiền thuê nhà, hiệp hội chủ nhà saskatchewan cho biết là họ sẽ không ủng hộ việc áp dụng chính sách kiểm soát tiền thuê nhà ở tỉnh bang saskatchewan cho biết lý do là kiểm soát tiền thuê nhà sẽ loại bỏ động cơ phát triển và làm giảm khả năng duy trì và xây dựng tài sản của nhà cung cấp và nhà cho thuê hiệp hội chủ nhà saskatchewan cho biết thêm rằng chỉ có thêm nguồn cung nhà ở cả giá cả phải chăng và số lượng lớn thì mới có thể bắt đầu giải quyết được khoảng cách Cần hơn 60.000 đơn vị ở Saskatchewan đến năm 2030. Trong báo cáo tháng 1 về thị trường cho thuê, tập đoàn nhà ở và thế chấp Canada nhận thấy ở Regina, tỷ lệ chỗ trống đạt mức thấp nhất kể từ năm 2013. Tại Saskatoon thì thị trường cho thuê thắt chặt đã chứng kiến tỷ lệ chỗ trống giảm khi giá thuê tăng. Tại thành phố Calgary của Alberta, doanh số bán nhà ở Calgary giảm trong tháng 5 do nguồn cung nhà giá rẻ hạn chế. Hội đồng bất động sản Calgary cho biết doanh số bán nhà trong tháng 5 đã giảm 0,8% so với năm ngoái, với 3.092 bất động sản được đổi chủ do sự sụt giảm trong số lượng nhà biệt lập detached home và nhà semi-detached home có giá thấp hơn. Bất chấp doanh số bán hàng giảm sút Hội đồng quản trị cho biết, hoạt động vẫn cao hơn 34% so với xu hướng dài hạn trong tháng. Giá chuẩn cho tất cả các loại nhà là 605.300 đô la trong tháng 5, tăng 9,5% so với một năm trước và cao hơn gần 1% so với tháng 4. Danh sách nhà mới đang bán tăng 18,7% so với cùng thời điểm vào năm ngoái, lên 4.333 căn và có 3.402 căn còn tồn kho, cao hơn 5,9% so với năm trước. Nhà kinh tế trưởng tại Hiệp hội Bất động sản cho biết, mặc dù danh sách đăng bán mới tăng lên, nhưng phần lớn sự tăng trưởng được thấy ở mức giá cao hơn đối với từng loại bất động sản, hỗ trợ tăng doanh số bán nhà cho những ngôi nhà đắt tiền hơn. Bất động sản được sao bán trên thị trường trung bình 19 ngày, trước khi được bán vào tháng 5, giảm 20,2% so với năm trước. Dược sĩ ở tỉnh bang Quebec có thêm quyền lực để giúp đỡ người bệnh Quebec cho biết họ muốn các hiệu thuốc trở thành nơi lý tưởng cho những người có vấn đề về sức khỏe. Chính phủ Liên minh Avenue Quebec CAQ đã đệ trình dự luật 67 để cập nhật quy tắc chuyên môn, hiện đại hóa các quy định chuyên môn và trao nhiều trách nhiệm hơn cho các chuyên gia y tế. Theo dự luật này, dược sĩ sẽ có quyền chẩn đoán các bệnh thông thường, chẳng hạn như là nhiễm trùng đường tiết niệu UTI hoặc đau mắt đỏ và đưa ra đơn thuốc để điều trị. Họ cũng có thể gia hạn đơn thuốc và kê đơn thuốc cho các bệnh đã được chẩn đoán như là bệnh tiểu đường. Ngoài ra, dự luật nêu rõ, các y tá lâm sàng sẽ có thể chẩn đoán các rối loạn tâm thần, mặc dù họ không thể kê đơn thuốc, sẽ có mối liên hệ trực tiếp từ chẩn đoán của chuyên gia này đến việc tiếp cận chương trình bảo hiểm hoặc một số hình thức điều trị. Dự luật 67 được kỳ vọng sẽ mang lại sự thay đổi trong việc giúp đỡ người dân Quebec đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ. Cơ quan Công viên Canada Parks Canada đã đưa ra cảnh báo về gấu ở Công viên Quốc gia Banff. Các quan chức cho biết một con gấu đen đã xuất hiện gần một trạm dừng Red Stop Đông Đúc dọc theo Icefield Parkway ở Công viên Quốc gia Banff của Alberta. Parks Canada đã đưa ra cảnh báo về gấu cho Saskatchewan Crossing Resort và khu vực xung quanh vì một con gấu đã thường xuyên đến khu vực này. Cơ quan này đang kêu gọi sự thận trọng đặc biệt đối với bất kỳ ai trong khu vực và yêu cầu rằng nếu bạn đi trên đường mòn, bạn cần phải đi theo nhóm và chú ý đến môi trường xung quanh. Hãy buộc tất cả vật nuôi vào dây xích. Parks Canada cho biết trong lời khuyên của mình, hãy mang theo bình xịt gấu và biết cách sử dụng. Cơ quan này cũng khuyên những người đi bộ đường dài nên gây ồn ào khi đi bộ và nếu bạn nhìn thấy một con gấu, hãy bảo đảm duy trì khoảng cách an toàn. Tất cả các trường hợp nhìn thấy gấu ở vườn quốc gia Banff phải được báo cáo bằng cách gọi tới số 403 -762 -1470. Có cảnh báo về gấu tại Kananaski Country, một cảnh báo khác về gấu đã được ban hành cho khách tham quan ban ngày tại King Creek và King Creek Ridge trong công viên tỉnh Peter Lafitte. Công viên Alberta cho biết nhiều con gấu đã được nhìn thấy trong khu vực này và du khách nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh gặp gấu. Các quan chức cho biết mặc dù cảnh báo này đặc biệt dành cho King Creek, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là gấu có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trong khu vực Kenanasky vào bất kỳ thời điểm nào, vì vậy điều quan trọng là phải tuân theo tất cả các lời khuyên để tránh đụng độ với con vật. Canada có chứng kiến nhập cư từ Mỹ gia tăng do tác động của ông Trump hay không? Trong khi ngày càng nhiều người Mỹ có thể cân nhắc di chuyển về phía bắc đến Canada để trốn tránh ông Donald Trump, một luật sư nhập cư cho biết rất ít người thật sự đủ điều kiện để sinh sống và làm việc ở đây. Luật sư nhập cư Jacqueline Park ở Toronto cho biết, kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, chúng tôi thấy ngày càng có nhiều người nộp đơn nhập cư muốn rời Mỹ để đến một Canada tự do hơn. Tôi nhận thấy sự quan tâm đến người nhập cư đã gia tăng đáng kể trong năm qua, ngay cả kể từ phiên tòa xét xử và tuyên án có tội của ông Trump. Luật sư bác, người có hơn 30 năm kinh nghiệm về luật nhập cư, cho biết bà đã chứng kiến số lượng người Mỹ muốn chuyển đến Canada gia tăng theo cấp số nhân kể từ khi ông Trump tuyên bố tranh cử vào Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên vào năm 2015, dẫn đến số ca nhập cư nhiều hơn đáng kể. Luật sư Park nói hầu hết những người Mỹ muốn chuyển đến Canada đều là những người Mỹ trung niên, theo chủ nghĩa tự do. Với độ tuổi của họ, rất khó để nhập cư, trừ khi họ có việc làm toàn thời gian ở Canada hoặc bắt đầu kinh doanh ở Canada. Kết quả của cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11 sắp tới này có thể dẫn đến sự quan tâm mới, nhưng có bao nhiêu người Mỹ thực sự tạo ra bước nhảy vọt và việc di chuyển đến đây dễ hay khó? Luật sư nhập cư Ryan Neely tại Vancouver cũng nhận thấy sự quan tâm ngày càng gia tăng đối với Canada vào các thời điểm các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, nhưng nhận thấy rằng nhiều người Mỹ cuối cùng không hài lòng với hệ thống thuế của Canada. Dữ liệu do Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cung cấp cho thấy, 88.830 công dân Hoa Kỳ đã được nhận làm thường trú nhân tại Canada kể từ năm 2015. Nếu có sự thay đổi gia tăng trong vấn đề nhập cư do tác động của ông Trump sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016 thì đó chỉ là một sự gia tăng nhỏ. Mặc dù con số này đã dao động trong những năm qua, nhưng người Mỹ thường chiếm một tỷ lệ nhỏ nhưng ổn định, trong số thường trú nhân mới đến Canada, với tỷ lệ khoảng dưới 3% kể từ năm 2015. Trong những thập kỷ gần đây, hầu hết những người nhập cư mới đến Canada đều đến từ Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines. Trong khi đó, ngày càng có nhiều người Canada chuyển đến Mỹ, một phần do chi phí nhà ở tại Canada cao hơn. Theo dữ liệu điều tra dân số của Mỹ, 53.000 người sinh ra ở Canada đã chuyển đến Mỹ vào năm 2022. Cùng năm đó, 10.415 công dân Hoa Kỳ đã được cấp quy chế thường trú tại Canada, trong khi 9.243 người sinh ra ở Hoa Kỳ đã trở thành công dân Canada. Trừ khi bạn đủ điều kiện thông qua cha mẹ, bạn thường phải là thường trú nhân ít nhất 5 năm để trở thành công dân Canada. Nếu không có cha mẹ hoặc vợ chồng là người Canada, hầu hết người Mỹ sẽ cần phải có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở Canada hoặc bắt đầu kinh doanh để bảo đảm có được giấy phép cần thiết để sống và làm việc lâu dài ở Canada. Luật sư Bác, người được Hiệp hội Luật Ontario chứng nhận là chuyên gia về luật nhập cư, nói rằng theo kinh nghiệm của luật sư Bác thì chỉ có khoảng 20% những người muốn rời Mỹ vì lý do chính trị có thể chuyển đến Canada kể từ năm 2015. Mặc dù có sự quan tâm đáng kể đến việc chuyển đến Canada, nhưng nhiều người không dễ dàng đủ điều kiện Hệ thống nhập cư của đất nước được thiết kế để ưu tiên những cá nhân thông thạo các ngôn ngữ chính thức của Canada, từ 30 tuổi trở xuống và có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian 4 năm và có bằng thạc sĩ được công nhận. Một người phụ nữ ở tỉnh BC cho rằng từ viết tắt này đã cứu sống cô sau cơn đột quỵ. Suy nghĩ nhanh chóng đã cứu mạng Melissa Wynn, một sinh viên 29 tuổi đã tốt nghiệp ở Victoria, tỉnh BC, Cô cho rằng kiến thức về các triệu chứng đột quỵ là nhờ hành động nhanh chóng của mình. Vào tháng 7 năm 2023, khi đang trò chuyện với bạn bè trong bữa tiệc chia tay trên bãi biển, cô Quyên đột nhiên cảm thấy mặt mình rủ xuống bên phải khi cô quay lại nhìn người bạn đời của mình. Cô Quyên nhớ cô đã nói, tôi cảm thấy không khỏe, tôi nghĩ mình sắp bị đột quỵ. Tất cả mọi người đã ngay lập tức đến bệnh viện. Các triệu chứng đột quỵ của Quyên đã tiến triển nhanh chóng, trong khi triệu chứng ban đầu của Quyên là khuôn mặt rủ xuống thì chỉ trong vòng nửa giờ, Quyên cũng đã bị mất khả năng vận động ở cánh tay và bàn tay phải. Tình trạng khuôn mặt ngày càng trầm trọng và cuối cùng là mất khả năng nói. Rất may cả Melissa và cộng sự của cô đều thành thạo về sơ cứu, nhận ra các triệu chứng. Cô cho biết ngay lập tức nhớ lại từ viết tắt. Từ FAST, F-A-S-T là một công cụ để xác định các cơn đột quỵ có thể xảy ra. Từ FAST bao gồm Đầu tiên là từ FACE tức là gương mặt một bên mặt có bị lệch hay rủ xuống hay không. Tiếp theo là chữ arms, tức là cánh tay. Bạn có thể dơ cả hai cánh tay hay không? Thứ ba là speech, tức là lời nói. Lời nói có bị lộn xộn hay phát âm không rõ hay không? Thứ tư là time, tức là thời gian. Đã đến lúc bạn gọi 911. Khi Win mất khả năng nói, cô cho biết cảm giác như bị mắc kẹt trong đầu. Nó thực sự rất đáng sợ. Đặc biệt là khi tôi mất khả năng nói, cô kể lại, tất cả những lời đó cứ hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không thể thốt ra khỏi miệng, tôi không thể dịch chúng thành lời nói. Về bài học của Nguyên sau khi bị đột quỵ khi còn trẻ, nó có thể xảy ra với bất cứ ai, cô nói, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết các triệu chứng của đột quỵ. Ở Canada thì cứ 5 phút lại có một cơn đột quỵ xảy ra, một xu hướng đáng lo ngại đang gia tăng, không chỉ ở người Canada lớn tuổi mà còn ở những người trẻ tuổi, theo tổ chức tim mạch và đột quỵ để đánh dấu tháng đột quỵ vào tháng 6, tổ chức này đã công bố số liệu thống kê cho thấy có hơn 108.000 trường hợp đột quỵ mỗi năm ở đất nước. Những con số mới nhất cũng cho thấy gần một triệu người ở Canada hiện đang phải vật lộn với hậu quả của đột quỵ và đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng khuyết tật ở người trưởng thành. Theo các chuyên gia, số ca đột quỵ tiếp tục gia tăng với tốc độ đáng lo ngại mỗi năm. Tiến sĩ Michael Hill, một nhà thần kinh học tại Calgary cho biết Tổng số ca đột quỵ thực tế xảy ra ở Canada và hầu hết các nước phương Tây đang gia tăng. Đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Đỉnh điểm cao nhất ở trẻ em là vào khoảng năm đầu đời trong nhóm tuổi nhi khoa Pediatric Age Group tức là từ sơ sinh đến 18 tuổi. Sau đó tần suất đột quỵ sẽ tăng dần khi bạn già đi. Nguyên nhân là do các yếu tố nguy cơ phổ biến như là cao huyết áp, cholesterol cao và tiểu đường trở nên phổ biến hơn khi bạn lớn tuổi nhưng vẫn đúng là đối với những người ở độ tuổi 20, đột quỵ là tình trạng thần kinh nghiêm trọng phổ biến nhất. Tổ chức tim và đột quỵ cho rằng sự gia tăng này là do hai yếu tố chính: dân số già ngày càng tăng vì tuổi tác là nguy cơ đột quỵ lớn, và sự gia tăng các yếu tố rủi ro trong nhóm nhân khẩu học trẻ hơn. Những yếu tố nguy cơ này bao gồm huyết áp cao, tiểu đường, chế độ ăn uống không lành mạnh và thiếu hoạt động thể chất. Mặc dù các trường hợp đột quỵ ngày càng gia tăng, nhưng nhận thức về các triệu chứng của đột quỵ cũng tăng theo. Việc nhận biết các dấu hiệu của đột quỵ và hành động nhanh chóng có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết, hoặc sự khác biệt giữa khả năng hồi phục tốt hơn và tình trạng tàn tật kéo dài. Ngoài ra, thời gian cũng rất quan trọng trong điều trị đột quỵ. Bệnh nhân được chăm sóc càng nhanh thì kết quả càng tốt. Thành phố Toronto sắp có chuyến bay thẳng mới đến một trong những thành phố nóng nhất ở nước Mỹ. Du khách Toronto sẽ sớm có thể bay một tuyến bay thẳng mới đến một trong những thành phố nóng nhất của nước Mỹ bắt đầu từ mùa thu này. Vào tháng 10, hãng hàng không Porter Airlines của Canada sẽ triển khai dịch vụ bay thẳng đầu tiên giữa Toronto và Phoenix, Arizona, một thành phố nổi tiếng với ánh nắng quanh năm, cảnh quan sa mạc đô thị, khí hậu oi bức và các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới. Khi đi vào hoạt động, Porter Airlines sẽ trở thành hãng hàng không quốc tế thứ 8 phục vụ Phoenix và là hãng hàng không Canada thứ tư giúp du khách từ Arizona tăng cường khả năng kết nối đến các điểm đến như là Montreal, Ottawa và Halifax. Dịch vụ khứ hồi hàng ngày sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 từ phi trường Toronto Pearson với các chuyến bay đến Arizona khởi hành lúc 10 giờ 30 sáng giờ địa phương và đến phi trường quốc tế Phoenix Sky Harbor lúc 12 giờ lẻ một trưa. Hành khách có thể tận hưởng dịch vụ hạng phổ thông cao cấp của Porter Airlines không có ghế giữa Rượu và bia miễn phí được phục vụ trong ly thủy tinh, đồ ăn nhẹ cao cấp miễn phí và wifi miễn phí. Vé cho chặng bay mới hiện đã có sẵn để mua trực tuyến tại flyporter.com. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, mở phiên giao dịch vào sáng nay, đồng đô la Canada đang đứng ở mức 0,7309 đô la Mỹ và bằng 0,6720 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.622 đồng Việt Nam 1 đô la Mỹ tương đương 25.525 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2.349,14 đô la Mỹ một ounce tương đương 3.220 đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật trong bản tin trưa nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi phần tin thế giới. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về canada và thế giới xin kính chúc quý vị một ngày an lành hoàng anh kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại